Tiếp tục đi cùng anh Hiệp sang khu bên này. Có hai cái mít này. Một đôi mít này. Đôi mít bonsai này. Chuyển hóa dáng bonsai. Mít mà lại dáng văn nhân mới đẻo. 2 triệu một cây. Đấy. Đây quý vị. 2 triệu một cây. 2 triệu một cây nhá. Cũng có một cây to cây nhỏ ấy. Nhưng mà 2 triệu một cây. Đồng giá 2 triệu. Cây, đây là cây gì nhỉ? Cây ruối. Ruối à? Ruối này giao níu nào anh? 5 triệu một cây. 5 triệu một cây à? Ừ. Bên kia đấy. Được. Ô. Dòng khai thác ấy. Vâng. Mất nhiều công lắm. Đây quý vị, cây này hay này quý vị này. Cực hay đấy. Cây này kỳ đa hay lắm. Vâng. Mà có 5 triệu đấy quý vị ạ. Ừ. Về rất rất nhiều ý tưởng mà về cơ bản là ở đây bà con đã vẽ tương đối rồi đấy. Em nghĩ cái cây này đẹp này. Cây này 5 triệu mà không bắt thì bắt cây nào để em view kỹ cho quý vị nhé. Trông nhìn nu kìa. Đẩy lên cái cây nhau. Đấy. Nào, cái thân bay ra này, đẹp không? Mà có 5 triệu thôi quý vị nhé. 5 triệu. Anh ơi, cái cây gì mà có quả kia nhỉ? Cây gì không. Không phải. Đây chúng ta bay đến già này đúng không anh? Ừ, đấy, cái final này. Vâng, final. Final 20 triệu. Một cây phi nào bonsai già cổ giá 20 triệu. Cái phi nào hôm ở Mỹ Đình nó đòi 700 triệu. Là cây nào? Cái dáng đồ đồ. Mỹ Đình thì người ta toàn tính theo biệt thự. Mỹ Đình thì nó khác rồi. Ở đây chỉ có 20 triệu thôi quý vị nhé. Chỉ có 20 triệu thôi. Đấy. Đây, chúng ta sang cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế bonsai 5 triệu. 5 triệu. Cho em mấy cái cây này luôn đi anh ạ. Cây mộc. Mộc. Cây mộc đa thân. Cây này thu về đẹp này. Đôi này là 4 triệu. 4 triệu một đôi hay một cây anh? Một đôi. Một đôi 4 triệu. Nhưng mình không gửi chậu này nó lặng mất hết tiền phí nhá. Vâng. Chậu bỏ lại đúng không anh? Ừ. Còn bác nào mà đến tận vườn đấy là tặng chậu luôn hả? Tặng chậu luôn. Cây mộc này bao nhiêu anh? Cây mộc với 30 triệu. 30 triệu cây mộc này quý vị ạ. Nó to lắm đấy. Anh Trần Hiệp đứng gần đấy, đúng rồi. Anh cho em xin kích thước. Hoành là 30. Hoành 30. Thấy không? Thoát thân được 80 năm. Dạ. 30 triệu. Vâng. 30 triệu. Cây anh chúng ta sẽ đến với lại cây xanh. Cây Nam Điền. Xanh Nam Điền. Cây này 25 triệu. 25 triệu. Đẹp quá. Ok anh. Đây, ngay đằng sau đấy, cái siêu VIP. Ôi trời ơi. Sao lại nọt cụ này ở đây? Đây quý vị, em à. Đây nhá. Đây bệ này các bạn nhìn này. Nó như thêm lục địa ngoài khơi. Chảy dài ra biển cả. Đây cái bệ bên này kinh không? Đấy. Đúng cây già cổ luôn. Còn mà dáng nó đẹp anh nhỉ? Ừ. Cây này form dáng đẹp. Đây, anh em mình tập trung vào cây này, chơi cây này này, quý vị này. Anh ơi, giao lưu cây này thế nào anh? Cây này xã viên đang nhờ tôi báo là 300. 300? 300 triệu. Già khô lắm ấy. Tức là nếu mà nhờ báo là quý chúng ta có thể là trao đổi lại với lại xã viên được đúng không anh? Ừ, tôi sẽ kết nối trực tiếp các bạn với okay. Xã viên luôn. Ok. Cây này là quý đấy. Ừ. Anh em cứ đưa điện tôi sẽ kết nối trực tiếp. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục đến một cây xanh. Nam Điền. Nam Điền. Cụ lão hay anh nhỉ? Cụ lão. Cụ lão đúng không? Hoành là 100. Cao 1m7. Tàn 2m, 45 triệu. Phải nói là quý vị ạ, cây này nó đẹp ở chỗ nó thứ nhất là dáng não rất đẹp.
Cái hai là nó có cái rễ trống nó như một cái gậy điệu. Đúng rồi. Và cái thứ ba là cái cây này rất sạch so với những rất nhiều cây khác. Đấy, cây này sạch sẽ. Mà lại chỉ có 45 triệu. Mà cái bộ bệ này quý vị nó nhìn... Nó có kém gì bộ bệ kia đâu. Nó chả kém cái gì. Đấy. Cứ thế nhưng mà tôi đang nói thì nhiều các bạn sẽ đại hỏi tại sao bảo cây kia 300 mấy, cây này 45 triệu. Thì tôi vẫn nói là cái cây tôi phụ thuộc theo từng xã viên và nghệ nhân. Vâng. Bởi vì các bác ấy có quyền được đặt ra giá. Đúng rồi. Và cái chấp nhận nó là thị trường, là người có tiền. Vâng. Còn tôi thì vẫn nói là có nhiều anh em bảo, bác bảo thế tôi chỉ báo thay thôi. Đây, đây, đây quý vị, chúng ta ngắm kỹ cây này một chút nhé. Cây này nếu mà cá nhân em thì khuyên, lời khuyên của yêu cây thì chúng ta giữ lại cây này chơi. Đấy, cây này chơi rất đẹp. Dáng đẹp không? Nó có rất nhiều những cái nét kỳ kỳ. Và đặc biệt là em thấy cây này nó sạch rồi quý vị ạ. Sạch, có thể chơi. Nếu mà chúng ta cầu kỳ hơn chút nữa thì chúng ta tôi có nói thể... với anh em nha, nếu mà cây này nha, mà theo cho quan điểm tôi ấy, tôi sẽ lấy một cái chậu nó... Chính xác là phải nhỏ thay, hơn một tí. Thay một cái chậu. Đúng mà rồi. Chậu Huế ấy, vâng. Nhỏ, thì nó toát. Ấy. Cái chậu này thì cũng là anh em xã viên đang làm ở cái tầm trung trung thôi. Không, cái súng. Chưa hẳn là chậu VIP. 2 triệu. Cây sung 2 triệu. Đấy. Đây chúng ta sẽ sang một cây cây xanh. Cây xanh này có vẻ như trước đây người ta thả nước đúng không anh? Sau này các anh về đây các anh mới đặt vào cái bể mới này. Đấy, cỏ còn chưa làm được cái này, bắt đầu đến vâng. Được phải làm cỏ rồi, chú. Dạ. Cây xanh này hay em quý. Đây, nu này, nu tự nhiên này. Đấy. Già lắm rồi. Đường kính nha chú nhá. Vâng, đường kính đi anh. Đường kính được 70. Đường kính 70. 73 21 tức là vào khoảng 2 mét mấy. Đấy. Cao 1m2. Tàn 2 mét. Vâng. Cây này anh em đang báo 100 triệu. 100 triệu. Dạ. Chúng hình như cây này các anh mới cho đất vào đúng không? Đấy nên là lúc khỏe nên chắc chắn là sẽ rất đẹp. Đẹp. Cây này form đẹp đấy quý vị ạ. Nhìn bây giờ mùa thu này thôi nhưng mà em nghĩ cây này form rất đẹp. Đẹp. Có nhiều cái hay đấy. 100 hả anh? 100. Đây. Okay, anh. Một dáng final siêu đẹp. Đây, em đi từ mặt sau về mặt trước để các bác ngắm. Siêu đẹp các bạn. À. Ta việc gì phải lo đâu, 35 triệu. Cái chậu để VIP rồi. Quay vào cái chậu đẳng cấp không? Chính xác. Anh đứng vào chỗ này cho em nhờ cái đấy. Để anh em cân đối được cái không gian mình chơi cây. 35 triệu. 35 triệu mà nó đẹp như này quý vị ạ. Ừ. Đẹp này. Ừ. 35 triệu. Cái cây này cái phần quý nhất chính là cái thân hoành nó bay ra đấy. Ừ. Mà nó bay xa. Bay xa. Bay xa. Cái đặc biệt final này thì nó rất ưa nước các bạn nha. Vâng. Thiếu nước nó sẽ hay bỏ cành đấy. Dạ. Gắn trước các bạn này. Vâng. Nhưng mà cái nó lại lẩy cành rất nhanh. Dạ. Ở trong này, hình như trong này của anh còn... Hai cây sung. Hai cây sung, một cây xanh rất quý của anh nữa. Ừ. Đấy. Đây, cây xanh này anh ơi. Đấy. Cây xanh này là anh Hiệp, bản thân anh Hiệp cũng có rất nhiều ý tưởng rồi quý vị ạ. Đấy. Cốt cái... cách như thế đấy các bạn. Bộ bệ nó dài như này quý vị. Bết. Lâu lắm nuôi một được cây chỉ được cây một cây trời vất vả lắm các bạn. Cắt giật. Già khô đét nhá, nằm trên đá già khô đét, thân chạy. Anh ơi có nét rằng giật này hay không? Ừ. Nhỉ. Đấy. Có rất nhiều ý tưởng với lại cây này. Để báo anh em là 50 triệu. 50 triệu của anh. Ừ. Chơi được đấy quý vị. 50 triệu.
Ok anh, chúng ta sang đến cặp sung này. Cặp sung này 4 triệu rưỡi một cặp. 4 triệu rưỡi một đôi, cả đôi quý vị nhé. Cả đôi này luôn. Ok. Còn một cây xanh Phúc Am đấy. Xanh Phúc Am đây ạ. Ừ. Hả anh? Phúc Am này. Chính xác luôn. Chính xác luôn. Ôi trời ơi. Đây là của nghệ nhân Hoàng Hải ở dưới Thường Tín đấy, xã Ngọc Hồi đấy. Vâng. Đây này quý vị này. Chúng ta nhìn cái bẹ nó chảy, nó bết vào nhau này. Phúc Am này. Phúc Am thì lá quá đẹp rồi. Lá đẹp, thân đẹp. Chất đây, thân đẹp. Đây là cái cổ tự nhiên là cái bóng cái câu không chỉnh đâu bây giờ. Vâng. Không may mình về mình chơi mình vẫn chỉnh bình thường. Nó là cái cây lối tự nhiên. Đó. Vâng. Quay hai mặt các bạn. Của nghệ nhân Hoàng Hải mà có cái tác phẩm Đại Não Khiêm Cung đấy. À thế ạ. Dạ. Anh ơi, tác phẩm này giao níu nào anh? Anh ấy đang nhờ báo 250. 250 triệu một cây Phúc Am quý vị ạ. Một Phúc Am cổ đấy. Thế này. Về độ già này các bạn không phải suy nghĩ. Về độ già không phải suy nghĩ, nó chảy trên đá này. Đấy. Thân chảy trên đá đẹp. 250 triệu quý vị nhé. Báo. Ra ngoài thôi. Dạ, ok anh. Chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu ở video tiếp theo quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.